Tiếp theo, cô sẽ chữa cho các em bài tập 36 sách giáo khoa, trang 61. Có đầu bài như sau: cho hai hàm số bậc nhất y bằng k cộng 1 nhân x cộng 3 và y bằng 3 trừ 2k nhân x cộng 1. Ia là với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là đường thẳng là hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song thì khi và chỉ khi là a bằng a phẩy và b khác b phẩy, đúng không? Ý b là với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng cắt nhau thì chỉ cần điều kiện là hai hệ số góc khác nhau, a khác a phẩy. Ý c là hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau hay không. Muốn kiểm tra là trùng nhau hay không thì ta chỉ cần kiểm tra xem a có bằng a phẩy hay không và b bằng b phẩy. Bây giờ đầu tiên là cô phải tìm điều kiện để hai cái hàm số trên là hai hàm số bậc nhất trước nhá. Bài 36 này. Bài 36. Hàm số thứ nhất là y bằng k cộng 1. K cộng 1 nhân x cộng 3. Và hàm số thứ hai là y bằng 3 trừ 2k. 3 trừ 2k nhân x cộng 1. Điều kiện để hai hàm số trên là hàm số bậc nhất. Hàm số bậc nhất thì khi và chỉ khi là hệ số a của mình phải khác 0, k cộng 1 khác 0 và 3 trừ 2k khác 0. Đúng không? K cộng 1 khác 0 có nghĩa là k phải khác âm 1. 3 trừ 2k khác 0, k phải khác 3 phần 2. Như vậy là điều kiện để hai hàm số trên là hàm số bậc nhất thì k phải khác âm 1 và k phải khác 3 phần 2. Giờ ý A này, chúng ta đi vào ý A. Đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song. Đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song. Khi và chỉ khi, các em chú ý, khi và chỉ khi a bằng a phẩy và b khác b phẩy, đúng không? A bằng a phẩy có nghĩa là k cộng 1 phải khác bằng a bằng a phẩy 3 trừ 2k. Và b khác b phẩy, 3 khác 1, 3 khác 1 thì luôn thỏa mãn rồi. Anh này thì luôn thỏa mãn rồi. Như vậy các em chỉ cần giải cái phương trình bậc nhất ẩn k ở trên thôi. K cộng 1 bằng 3 trừ 2k là k cộng 2k phải bằng 3 trừ 1. Đúng không? Như vậy là 3k bằng 2, k bằng 2 phần 3. K bằng 2 phần 3. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn điều kiện k khác âm 1 và k khác 3 phần 2. Thỏa mãn. Như vậy với k bằng 2 phần 3 thì đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B là đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau. Tìm điều kiện đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi là a phải khác a phẩy, đúng không? A khác a phẩy có nghĩa là k cộng 1 phải khác 3 trừ 2k. Như vậy là 3k khác 2 hay là k khác 2 phần 3. Vậy với k khác 2 phần 3 thì đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý C. Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao? Có thể trùng nhau được không? Các em chú ý cho cô là nếu mà hai đường thẳng trùng nhau thì hai hệ số góc của mình phải bằng nhau và tung độ gốc cũng phải bằng nhau. Đúng không? Thế nhưng mà các em kiểm tra là tung độ gốc của hai cái hàm số này. Đây là b. B là bằng 3. Còn b phẩy là bằng âm 1 à b phẩy là bằng bằng 1. Như vậy rõ ràng là b khác b phẩy, đúng không? Như vậy hai hàm số trên, đồ thị của hai hàm số trên không thể trùng nhau được tại vì b khác b phẩy. Ta có là 3 khác 1. 3 khác 1. Suy ra hai đường thẳng nói trên không thể trùng nhau. Đúng không? Hai đường thẳng nói trên không thể trùng nhau. Không thể trùng nhau.
tiếp theo, cô sẽ chữa cho các em bài tập 37 sách giáo khoa trang 61 có đầu bài như sau. Ý A là vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Đồ thị thứ nhất, hàm số thứ nhất là y bằng 0,5x cộng 2. Đồ thị của hàm số thứ hai là y bằng 5 trừ đi 2x. Ý B là gọi giao điểm của các đường thẳng y bằng 0,5x cộng 2 và y bằng 5 trừ 2x với trục hoành theo thứ tự là A và B, và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tìm tọa độ các điểm A, B và C. Ý C là tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC và BC. Đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Ý D là tính các góc tạo bởi đường thẳng có phương trình 1 và 2 với trục OX. Làm tròn đến phút. Bây giờ cô sẽ trình bày ý A trước. Ý A này. Bài 37 này. Ý A. Vẽ đồ thị hàm số y bằng bao nhiêu? 0,5x cộng 2 Các em chú ý là khi mà cho x bằng 0 thì y bằng 2, đúng không? X bằng 0, y bằng 2. Và cho y bằng 0, y bằng 0 thì x sẽ là bằng 0,5 nhân x bằng âm 2, x sẽ bằng âm 4, đúng chưa? Như vậy là đây chính là giao điểm của đồ thị hàm số thứ nhất với trục OX. Như vậy cô gọi luôn điểm này là A. Tại vì ở ý B người ta bảo là gọi điểm A là giao điểm của đường thẳng y bằng 0,5x cộng 2 với trục hoành mà, với trục OX. Như vậy đây chính là điểm A này, có tọa độ là âm 40, được chưa? Và đây giả sử như là điểm D đi, có tọa độ là 0,2. Suy ra đồ thị của hàm số y bằng 0,5x cộng 2 chính là đường thẳng AD. Tiếp nào, vẽ đồ thị của hàm số. Suy ra đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y bằng 0,5x cộng 2 là đường thẳng AD. Tiếp theo các em sẽ vẽ đồ thị của hàm số thứ hai. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng 5 trừ đi 2x. 5 trừ 2x. Các em cho x bằng 0. Như vậy x bằng 0 thì y phải bằng 5. X bằng 0, y bằng 5. Còn y bằng 0, y bằng 0. 5 trừ 2x bằng 0, 2x bằng 5. Như vậy x sẽ bằng 5/2. Như vậy đây chính là giao điểm của đồ thị hàm số thứ hai với trục OX. Cô ký hiệu là B đi. Thì B sẽ có tọa độ là 5/2. Không, đúng không? Còn đây giả sử như là điểm E có tọa độ là 0,5. Suy ra đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số thứ hai y bằng 5 trừ 2x. 5 trừ 2x là đường thẳng BE. Bây giờ các em chỉ cần vẽ các cái